Trời ơi, rượu bạc lá nó về dài ra đây không? Hiểu được, bạc từ một thứ mấy khi SK mà thì là dài mà. Đó là, đi ngay ra đây. Ở đây là dài mà, rồi mơ nó có chắc kinh kinh SK đi chết được. Pro bọn người đã pro bật thẳng tàu để bọn tôi chơi. Chọn phật bay scout đấy. Mình là bay ven cắt đâm tay SK 100 rồi. SK 100 màn tích ăn tích. Kể từ cống ghê châu lan không? Cái châu lan nhá. Tại vì dân rúi rồi, hiện châu là khách bạc bia ghê chấm. Cái bên kia chân ăn đến châu. Bán bánh phá rồi, làn kia bao nhiêu tiền rồi? Dạ, ông vơ mà rồi làn, rồi làn, rốt làn bầy. Ở dân rốt mà này đọc chừng. Bầy rốt chân về xua trong hai dân vơ chúng. Dân bầy hợp chạm dù là những trán máu. Bọn thầm mình rốt chân bế. Trái cháu lọc tập rên này. Cho dân rốt làn bầy, mình này đọc chừng. Nào bạn đọc chừng sẽ ra tới. Sẽ ra bầy tới cho bầy xin mày mà. Bầy làn như mình đọc chừng đọc. Đọc trứng cho như đọc bấy mà rồi cái đứa cực nhiều mùa nên tự công người mời cái chọn hộp đọc về để gặp hộp đánh hộp đánh nhất là dài cho thay mình chỉ từ thì dưới trận tự công càng nghe cho mình càng được luôn
nẹt đấy thằng lan bóng trốn chạy nữa thằng quạt đang chân này tại vì nó sẽ quay của mày thế nhóm mình vừa chọn SK bóng lại tăng giảm xem nó cũng lấy một cái cục lệ bí chân nào bởi vì nó bí cực kỳ bóng lại nó kia vô chân đấy kia vô chân cái này kia đắng không bóng lại đấy kia đắng này. Bài thằng này được trở thêm mình cho này thằng nhóm bọn này kinh kinh lưới đang sẵn cho mày bay học phí tại vì đang sleep chứ không sleep còn đây cái tình trạng ascan cái mình chưa đến lên cầu đây trong một tháng tài cái này dùng khăn bay về tôi sẽ đi cái con bánh lan rồi toàn đấy bay thế còn lan đi phân cho lại lan pro của tao rồi. Rồi tôi chạy hay rồi tôi lại chạy. Rồi tôi chạy hay chăm lán cái châu luôn. Chân để đọc chắc thì bạn sẽ lại cái này khác gì à chứ tiếp
qua này đo tại sao anh mà nhìn tập đó bên kia đó chụp cái gì đẹp đó chụp chân lan phô thì chơi những cặp đàn tóc gần thế này mày gần tập đây kia nhớ lại để lại nắng út cay nó chết tiêu không chạm vào là lấy chụp này nó biết đâu em không phải bay.